cho đến pháp vô tính, tự tính không đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với trần như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với các hạnh của đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với trí nhất thiết trí, đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với cảnh giới hữu vi và cảnh giới vô vi, đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Thiện hiện nên biết, kia gọi là thánh, đây là pháp tỷ nại gia của bậc thánh. Vì vậy, nên gọi là thánh pháp tỷ nại gia. Vì sao? Vì tất cả pháp này vô sắc, vô kiến, vô đối nhất tướng, gọi là vô tướng. Các thánh giả này đang thấy như thật. Thiện hiện nên biết, các pháp vô sắc cùng pháp vô sắc đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Các pháp vô kiến cùng pháp vô kiến đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Các pháp vô đối cùng pháp vô đối đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Các pháp nhất tướng cùng pháp nhất tướng đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Các pháp vô tướng cùng pháp vô tướng đều chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, vô sắc, vô kiến, vô đối, nhất tướng gọi là vô tướng, thường nên tu học, học rồi chẳng chấp vào các pháp tướng ấy. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lẽ nào các đại bồ tát không cần học các tướng của sắc cho đến thức, nói rộng cho đến không cần học các tướng trí nhất thiết trí, không cần học các tướng biết khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo, không cần học các tướng quan sát 12 chi duyên khởi theo chiều thuận nghịch, không cần học các tướng nơi thánh giả và thánh pháp, không cần học các tướng cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi. Bạch Thế Tôn, nếu các đại Bồ Tát không cần học nơi các pháp tướng ấy, và cũng chẳng học về các hành tướng ấy, vậy thì Bạch Thế Tôn, nếu các đại Bồ Tát nơi các pháp tướng và các hành tướng đã không học, thì làm sao có thể vượt qua địa vị thanh văn độc giác? Nếu chẳng thể vượt qua địa vị thanh văn độc giác, thì làm sao nhập vào chánh tánh lì sành của Bồ Tát? Nếu không thể nhập vào chánh tánh ly sành của Bồ Tát thì không thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu không thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì làm sao chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm? Nếu không thể chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm thì làm sao đem pháp thành phần độc giác vô thượng thừa an trụ cứu độ hữu tình, khiến họ thoát khỏi khổ lớn vô biên sanh tử, an trụ trong niết bàn thanh tịnh thường lạc? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu tất cả pháp thật có tướng ấy, thì các đại Bồ Tát nên học như vậy. Vì tất cả pháp chẳng thật có tướng, vô sắc, vô kiến, vô đối nhất tướng gọi là vô tướng. Cho nên chúng đại Bồ Tát chẳng học nơi tướng ấy, cũng lại chẳng học nơi pháp vô tướng. Vì sao? Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, thì pháp giới thường trụ, các pháp nhất tướng vẫn gọi là vô tướng. Vô tướng như vậy đã chẳng có tướng, cũng chẳng vô tướng, nên không thể học được. Vì sao? Vì chẳng phải tất cả pháp trước là có tướng, sau thành không tướng. Vì tất cả pháp trước là vô tướng, sau cũng vô tướng. Cho nên chúng đại Bồ Tát chẳng học hữu tướng, chẳng học vô tướng. Tướng hữu, tướng vô đều do đối đãi nhau mà thành, chẳng phải rốt ráo vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều chẳng có tướng, cũng chẳng không tướng, đã chẳng nhất tướng,
Cũng chẳng dị tướng thì Đại Bồ Tát làm sao có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Nếu Đại Bồ Tát chẳng tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì làm sao có thể vượt qua địa vị của thanh văn độc giác? Nếu không thể vượt qua địa vị thanh văn độc giác thì làm sao nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát? Nếu không thể nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát thì làm sao nhập vào vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát? Nếu chẳng thể nhập vào vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát thì làm sao phát sanh thần thông thắng diệu của Bồ Tát? Nếu chẳng thể phát sanh thần thông thắng diệu của Bồ Tát thì làm sao trang nghiêm thành tịnh cõi Phật thành thục hữu tình? Nếu chẳng thể trang nghiêm thành tịnh cõi Phật thành thục hữu tình thì làm sao chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Nếu chẳng thể đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì làm sao vận chuyển pháp luân thanh tịnh? Nếu chẳng vận chuyển pháp luân thanh tịnh thì làm sao phương tiện an trụ các loài hữu tình, làm cho an trụ quả thanh văn thừa, hoặc trụ quả độc giác thừa, hoặc trụ quả vô thượng thừa, làm sao phương tiện an trụ các loài hữu tình, làm sao an trụ cho phước nghiệp của bố thí, an trụ cho phước nghiệp của trì giới, an trụ cho phước nghiệp của tu tập, và sẽ được an vui giàu có trong cõi trời người. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tất cả pháp chẳng có tướng, chẳng không tướng, chẳng phải một tướng, chẳng dị tướng. Nếu tất cả các đại Bồ Tát biết các pháp đều có tướng, không tướng, nhất tướng, dị tướng, đều cùng một tướng gọi là vô tướng, thì tu vô tướng này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào đại Bồ Tát tu vô tướng này mà gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu trừ bỏ tất cả pháp gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát tu tập trừ bỏ tất cả pháp gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu trừ bỏ sắc, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ thọ tưởng hành thức, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ nhãn giới cho đến ý giới, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ sắc giới cho đến pháp giới, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ địa giới cho đến thức giới, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ vô minh cho đến lão tử, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ ra vào sanh tử và quán bất tịnh, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tu trừ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng trừ bỏ sự tu này gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa.